Gần đây nhất là có một trường hợp thì bệnh nhân sau phẫu thuật nâng mũi, sau một thời gian thì nó nhiễm trùng và muỗi đầy, có sưng đầy ở vùng mũi đó, khó có thể nào mà quên được cái hình ảnh đấy. Biến chứng này có thể là xuất hiện sớm mà cũng có thể xuất hiện muộn. Đôi khi nâng mũi nhiều quá thời gian sau cái da nó mỏng, sẽ bị đỏ đầu mũi, hoặc đôi khi là dị vật liệu nó trồi ra ngoài. Không có phương pháp nào là an toàn 100% mà cũng không có phương pháp nào là tốt nhất, đẹp nhất cả. Xin chào, tôi là Thảo Uyên và ngày hôm nay Uyên sẽ hóa thân trở thành một nữ khách hàng đang muốn có nhu cầu nâng mũi và sẽ tìm gặp bác sĩ để tư vấn. Nếu như ai cũng đang muốn tìm hiểu về nâng mũi thì hãy cùng theo chân Uyên nhé. Và ngày hôm nay bác sĩ tư vấn cho Uyên là bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Hữu Thịnh, đang quản lý và điều hành khoa tạo hình thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin chào, đây là Behind the Beauty. Xin chào bác sĩ Thịnh. Ok, chào em. Như đã nói ngay từ ban đầu thì ngày hôm nay bác sĩ Thịnh sẽ là bác sĩ tư vấn cho Thảo Uyên, một người mà được xem như là một tờ giấy trắng đang muốn tìm hiểu về nâng mũi. Bác sĩ đồng ý không ạ? Rất đồng ý. Dạ, bác sĩ Thịnh nhìn gương mặt Thảo Uyên thì phương pháp nâng mũi nào đang phù hợp với gương mặt của Thảo Uyên ạ? Nâng mũi thì có rất nhiều phương pháp. Dạ. Vấn đề là mình chọn cái hình dáng của mũi mình như thế nào cho nó phù hợp với gương mặt. Về hình dáng ở vùng mũi á, thì thực sự ra không có một cái tiêu chuẩn nào gọi là chuẩn cả. Dạ. Nó tùy thuộc vào cái văn hóa, nó tùy thuộc vào cái, đôi khi là cái trào lưu nữa. Dạ. Thì thực sự ra thì với cái trình độ kỹ thuật hiện nay của các bác sĩ thẩm mỹ Việt Nam thì việc mà tạo hình một cái dáng mũi theo mong muốn của một khách hàng là điều đó là điều có thể. Thảo Uyên, khi mà được tư vấn á thì mọi người thường nói là nâng mũi sẽ không có đau bởi vì đã có thuốc tê rồi. Tuy nhiên khi mà hỏi vài người bạn của mình đã từng nâng mũi thì hỏi có đau không, ai cũng trả lời là đau thấu trời hết. Thì rốt cuộc là nâng mũi có đau hay không ạ? Thực sự ra mà trong quá trình mà phẫu thuật, cái điều chắc chắn là không thể nào đau được. Nếu như mình bắt khách hàng mình đau thì dĩ nhiên thì không thể nằm yên cho mình làm. Thì vấn đề là mình chọn cái phương pháp vô cảm nào cho phù hợp thôi. Với những phương pháp đơn giản thì đôi khi chúng ta chỉ cần gây tê tại chỗ là có thể thực hiện được rồi. Dĩ nhiên thì nó cũng sẽ đau trong quá trình gây tê, nhưng mà sau khi gây tê xong thì chắc chắn là không đau. Một số trường hợp thì đôi khi chúng ta cần phải chỉnh sửa cái gọi là cái thay đổi cấu trúc, hoặc là một vài trường hợp chúng ta cần phải lấy ở một số cái vật liệu thì ở sụn sườn chẳng hạn như vậy, thì dĩ nhiên cái đó thì can thiệp ở vùng sâu thì bắt buộc là phải gây mê. Một số trường hợp thì đôi khi cũng tùy theo tay nghề của phẫu thuật viên, cũng như tùy thuộc vào cái thời gian tác dụng của thuốc tê. Thì ví dụ một ca mổ kéo dài quá lâu, dĩ nhiên thì thuốc tê không thể nào có hiệu quả kéo dài quá lâu được. Thì một số trường hợp thì đôi khi có thể là trong quá trình làm thì cái thuốc tê nó hết tác dụng, thì dĩ nhiên thì khi đó bệnh nhân sẽ cảm thấy đau. Thì lập tức thì bác sĩ cũng phải tiêm bổ sung thuốc tê đấy. Tuy nhiên thì cái thuốc tê nó cũng có một cái giới hạn, không thể tiêm quá nhiều. Một vài trường hợp gần đây chúng ta thấy thì cũng có như một số trường hợp do ngộ độc hay do quá liều thuốc tê, thì đó cũng là một cái chuyện mà đôi khi cái người mà bác sĩ thực hiện đó cũng phải tiên lượng trước là cái trường hợp này hiện nên gây tê hay gây mê. Là như vậy. Sau khi mà nâng mũi xong thì về già nha, hoặc là trong tương lai gần thôi, khoảng 5 năm, 10 năm thì có bị ảnh hưởng gì hay không ạ? Thực sự về phương pháp nâng mũi thì nó có rất là nhiều phương pháp. Mỗi phương pháp nó sẽ có những cái ưu khuyết điểm của nó. Thì tùy theo cái mức độ cái mũi hiện tại của mình như thế nào, cũng như là cái mong muốn như thế nào, mà cái phương pháp đó nó có phù hợp hay không về hình dáng cũng như là cái độ bền. Một số trường hợp ví dụ như cái mũi quá thấp mà chúng ta muốn cái mũi thật là cao thì dĩ nhiên thì cần nhiều vật liệu, và cũng tùy thuộc vào cái chất lượng da của mỗi người. Thì đa phần những cái phương pháp phẫu thuật nâng mũi hiện nay thì đa phần là đạt được cái sự vĩnh viễn về lâu về dài. Tuy nhiên một số trường hợp thì đôi khi chúng ta làm cái gì mà là quá mức hoặc là quá đáng đó, thì lập tức nó sẽ có xảy ra những cái biến chứng, hoặc là những cái biến chứng này có thể là xuất hiện sớm mà cũng có thể xuất hiện muộn. Một số trường hợp các bạn thấy đó, đôi khi nâng mũi nhiều quá thời gian sau cái da nó mỏng, sẽ bị đỏ đầu mũi, hoặc đôi khi là dị vật liệu nó trồi ra ngoài, nó gây thủng đầu mũi là gì đó chẳng hạn như vậy. Thì dĩ nhiên nó là chúng ta ngay từ bắt đầu chúng ta đã lựa chọn những phương pháp chưa có phù hợp. Nãy giờ thì bác sĩ Thịnh chia sẻ rất là nhiều trong cái việc là lựa chọn phương pháp phù hợp với lại từng gương mặt. Thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp nào vậy thưa bác sĩ Thịnh? Hiện tại có rất là nhiều cái quảng cáo về mũi S-Line, L-Line, rồi ASAP, ASAP đó ha, rồi mũi có sóng lượng đủ thứ hết. Thì thực sự ra thì và lòng vòng đấy chẳng qua là những cái mà để cho hình tượng
để cho các khách hàng của mình dễ hình tượng được cái hình dáng chiếc mũi thôi. Yeah. Còn về thực chất của các kỹ thuật phẫu thuật để thực hiện nâng mũi đó, thì người ta sẽ chia làm hai loại. Là yeah. một đó là phẫu thuật thực hiện nâng mũi không phẫu thuật hay là nội khoa. Thứ hai là phẫu thuật nội nâng mũi ngoại khoa, đó là mổ đó. Thế thì không phân nâng mũi mà không phẫu thuật thì người ta hiện nay người ta có một đó là người ta có filler, nghĩa là chỉ cần nâng làm đầy cái sống mũi thôi. Trường hợp thứ hai là có thể là nâng bằng chỉ. Mình cũng nghe nói cái đó đúng không? Thế thì những cái trường hợp đó thì dành cho những cái trường hợp mà chúng ta chỉ cần nâng mũi ở mức độ nhẹ thôi. Nghĩa là cái bản thân cái người đó có sống mũi sẵn rồi thì người ta chỉ cần nâng nhẹ một tí và người ta muốn biết coi là cái hình dáng sâu nâng nó có hài lòng hay không thì chúng ta có thể sử dụng cái đó. Tại vì đó là những phương pháp mà nó không có vĩnh viễn. Thường thì thời gian sau khoảng chừng 1 năm tùy theo cái loại filler đó hoặc là loại chỉ nâng đó thì có thể là một thời gian sau 1 năm hoặc là 3 năm, 5 năm gì đó chẳng hạn như vậy thì cái mũi, cái vùng, cái vật liệu nó sẽ không còn nữa, nó đã tự hấp thu đi. Trường hợp thứ hai là trường hợp phẫu thuật ngoại khoa thì thường là người ta sẽ đặt một cái vật liệu để nâng, để độn cái mũi mình lên. Thế thì cái mũi của mình thì về mà phẫu thuật thì nó chia làm ba phần. Là đầu là cái sống mũi, hai là cái đầu mũi và ba là cánh mũi. Đó là ba cái đó, ba cái thành phần cấu hình đó nó tạo hình dáng mũi đẹp. Thế thì tùy theo cái dáng mũi, cái mũi ban đầu của mình như thế nào mà mong muốn như thế nào thì bác sĩ sẽ tư vấn của mình là nên nâng mũi không thôi, hoặc là có cần thu nhỏ đầu mũi hay không, hoặc là có cần kéo dài đầu mũi hay không, hoặc là cánh mũi của mình có cần phải thu hẹp hay không. Thế thì những cái trường hợp đó là những cái trường hợp mà chúng ta phải can thiệp. Và ở đây người ta cũng chia làm ba cái loại can thiệp, là can thiệp không thay đổi cấu trúc, nghĩa là chúng ta chỉ đặt vật liệu nâng lên thôi, không thay đổi cấu trúc của mũi. Mà đơn giản nhất là người ta thường là nâng mũi bằng cái thanh silicone. Và thường ta né cái từ silicone đó, người ta hay dùng cái từ là sụn nhân tạo. Thì cái đó là phương pháp đơn giản, nhẹ nhàng. Và cái sẹo thì sẹo giấu trong lỗ mũi, nghĩa là không có thấy sẹo. Trường hợp thứ hai là bán cấu trúc. Bán cấu trúc là không thay đổi cấu trúc nhiều, nhưng mà có thay đổi cấu trúc. Thì thường người ta thay đổi cấu trúc ở vùng đầu mũi. Còn cái sống mũi vẫn là chỉ cần đặt vật liệu nâng lên thôi. Thế thì có thể đôi khi người ta chỉ cần sử dụng một ít sụn ở vùng tai. Hay nâng sụn sau tai ha, hoặc là một số cái vật liệu tương đương giống như cái sụn của mình để thay thế, để kéo dài cái đầu mũi mình ra. Tại cái đầu mũi của người Việt mình thì thường là đa phần là hơi ngắn, hơi hết á. Hoặc là đôi khi phong thủy người ta bảo không có kính phải hở, cần phải như thế thì nó mới đạt phong thủy. Thì mình cần phải dài đầu mũi ra thì mình chỉ chỉnh đầu mũi không thôi thì là bán cấu trúc. Và trường hợp thứ ba là trường hợp cấu trúc, mà là thay đổi toàn bộ. Có thể là đặt toàn bộ cái sống mũi bằng một cái sụn sườn chẳng hạn như vậy, hoặc là một số những vật liệu tương đương, ví dụ là megadom hay là gì đó chẳng hạn như vậy ha. Rồi thay đổi luôn cái vách ngăn, thay đổi luôn cái tiểu trụ, rồi thay đổi luôn cái sụn cánh mũi luôn. Bạn sẽ biết là cái mũi của mình bình thường á là cái đầu mũi mình nó lắc được, nó di động được đúng không? Đúng, nghĩa là ở đây không có sắc, không có xương. Nhưng mà để có một mũi thật là cao thì bắt buộc là cần phải có cái trụ gì đó để chống lên. Chống là nhẹ đúng không? Vậy bắt buộc cái mũi đó thì hình, bắt buộc cái mũi nó phải cao thì nó phải thẳng. Cái vật liệu nó phải cứng, nó phải chắc. Chắc chắn nó phải có cái đáy. Nó có cái đáy, cái nền để mà đẩy cái đầu mũi mình lên. Vậy thì cái vật liệu đó bắt buộc nó phải cứng này. Và nó phải đụng vào, ít nhất là có thể là chạm vào cái xương hàm của mình. Như vậy thì cái mũi đó chắc chắn là không lắc được. Nhưng mà rõ ràng là cái mũi đó mũi đẹp nhất. Nếu như các bạn thì khi được cái này thì mất cái kia. Thì nếu như mà thay đổi cấu trúc, cái đó chắc chắn ta phải thay đổi cấu trúc của mũi. Vậy thì những cái trường hợp đó là những trường hợp mà đòi hỏi là cái thời gian phẫu thuật phải lâu, phải kéo dài. Và nếu như mà có chỉnh sửa về sau, đó là những trường hợp khó nhất. Đúng rồi, giống như hồi nãy bác sĩ Thịnh đã chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì mình nói một tí xíu về các biến chứng. Tại vì nãy ra bác sĩ có chia thành hai loại, thì bây giờ mình chia sẻ một tí xíu về các biến chứng của từng loại đi ạ. Tất cả cái phương pháp thẩm mỹ nói chung và những cái phương pháp mà về nâng mũi thì thực sự đó tất cả đều có những cái rủi ro của nó hết. Không có phương pháp nào là an toàn 100% và cũng không có phương pháp nào là tốt nhất, đẹp nhất cả. Nếu như mà có cái đó thì người ta đã chọn một thứ đó rồi. Đấy thì nếu như mà thẩm mỹ nội khoa thì đương nhiên người ta sợ nhất là filler, thì người ta sợ gì? Sợ dị ứng vật liệu. Hoặc là đôi khi chúng ta cũng gặp một số trường hợp là bơm căng filler quá nhiều, hoặc là bơm không đúng kỹ thuật, nó có thể gây hoại tử da, nó gây nhiễm trùng, hoặc là đôi khi nó gây tắc cái mạch máu, nó gây
mụn mắt. À, cái đó báo mình có đăng mà ha. Yeah. Rồi, đó là những cái mà trường hợp mà hoặc là nâng chỉ cũng vậy. Đôi khi cái vùng đó người ta không đúng chỉ định để phẫu thuật để nâng chỉ, nhưng mà người ta vẫn cố gắng để nâng. Thì đôi khi đó cái sợi chỉ nó vẫn có thể nhiễm trùng này, nó vẫn có thể xảy ra ha. Nhưng mà cái mà nâng chỉ thường hay gặp nhất là gì? Người ta có thể sờ thấy cái sợi chỉ đi đó, hoặc là nhìn thấy cái sợi chỉ luôn, tại vì sợi chỉ là những cái vật liệu nó nhỏ ha, mà da mình mỏng quá thì nó sẽ không có đủ để mà đẩy nó lên, nâng lên. Mà khi nâng lên quá nhiều thì sẽ thấy những cái chỉ ở đó. Thì khi mà lấy ra thì cũng thực sự rất là khó khăn. Còn về phẫu thuật thì tất cả cuộc mổ đều có thể bị chảy máu này, bị nhiễm trùng này, bị dị ứng với vật liệu này, bị sẹo xấu, sẹo lồi hoặc là sẹo co rút. Và đôi khi một số trường hợp là can thiệp quá nhiều thì đôi khi nó cũng có gây là thủng da này, rồi gây hoại tử da này. Wow. Nghĩa là tất cả đều có những rủi ro của nó. Yeah. Tuy nhiên thì đừng có lo lắng chuyện đó quá. Thực sự là nếu như mà chúng ta nghĩ tai biến chứng thì thực sự là nó cũng có, nhưng mà tỷ lệ nó thấp thôi. Nếu như mà tỷ lệ nó mà quá cao thì chắc chắn là không ai dám làm. Nó giống như câu chuyện là chúng ta chọn một cái chiếc xe nào đó mà an toàn 100%, hoặc là chuyến bay nào đó mà an toàn 100% để mà đi du lịch thì chắc chắn là không bao giờ có. Nhưng mà dĩ nhiên thì chúng ta cũng biết là những cái tỷ lệ rất là thấp, và chúng ta chấp nhận như thế thì chúng ta mới đi du lịch đi chơi được, đúng không? Thì chúng ta muốn có cái mũi đẹp thì những cái rủi ro đó có thể xảy ra. Nhưng mà nếu như mà chúng ta lựa chọn những phương pháp mổ hợp lý, lựa chọn một cái người bác sĩ có tay nghề chuyên môn tốt, và lựa chọn một cái cơ sở y tế mà có đầy đủ phương tiện, đầy đủ những cái trang thiết bị, thì dĩ nhiên là quá trình mà gây tê, quá trình chích thuốc, gây mê, hay là thậm chí là với cái chuyện mà vô trùng trong phòng mổ, nó đều đảm bảo tốt hết, thì cái rủi ro ta sẽ thấp lại. Thảo Yên được biết là ở tại khoa tạo hình thẩm mỹ của mình cũng thường xuyên tiếp nhận những cái ca từ các bị biến chứng từ các cơ sở khác. Thì trong cái quá trình làm việc, bác Thịnh có những cái tình huống hay cái trường hợp nào mà đáng nhớ nhất khi mà mình xử trí những việc này? Có rất nhiều ca mà đôi khi là phải nói là rất ấn tượng. Ấn tượng ở đây là khó có thể nào mà quên được cái hình ảnh đấy. Cũng lâu rồi, thì một cái ví dụ bệnh nhân sau cái tiêm filler thì bệnh nhân bị hoại tử, chăm sóc này nọ hoại tử rồi hư luôn cái tiểu trụ luôn. Thì sau đó bệnh nhân cái lỗ mũi như nhìn vô là thấy nó bị đè xuống ép như nè, là mất cái tiểu trụ đây, anh cái sẹo co rút người đó, cho chăm sóc vết thương này nọ không đúng cách, trong nhiễm trùng thì chuyển qua là do gì, do là những cái trường hợp đó là không được xử trí đúng cách và cũng như là không được đến sớm. Tại do thường là mấy bạn cũng hiểu là đôi khi có những cái trường hợp đó thì đa phần là người ta cũng không muốn vào bệnh viện, chỉ khi nào mà không còn cách nào mới vào. Đó là một trường hợp, và gần đó là trường hợp đó cũng tương đối, cũng cách đây cũng tương đối là 1-2 năm. Và gần đây nhất là có một trường hợp thì bệnh nhân sau phẫu thuật nâng mũi thì sau một thời gian thì nó nhiễm trùng và mũ đầy, nó sưng đầy ở vùng mũi đó. Bệnh nhân cũng chịu khó uống thuốc này nọ thời gian mà cuối cùng là không chịu nổi, thì đến với mình bắt buộc là phải rạch ra, làm sạch, lấy vật liệu ra hết. Thì mũ rất là nhiều. Thì nói chung thì lúc nào cũng có những cái tai biến chứng cả. Và quan trọng nhất là khi mà những cái rủi ro đó có thì nên đến những cái bệnh viện lớn, những cơ sở y tế lớn để người ta xử trí sớm, thì lúc nào nó cũng sẽ tốt hơn là mình để nó quá muộn. Quá trình xử lý thì lúc nào cũng sẽ tốn thời gian hơn và tốn tiền bạc hơn. Thì mới đây báo cũng có tiếp nhận một cái trường hợp, đó là người này đã sửa mũi tới lần thứ 10, tức nghĩa là dường như là mũi đã bị biến dạng hoàn toàn, bị chi chít những cái vết cắt. Thì đối với bác sĩ Thịnh, khi mà mình xử lý những cái ca mà biến chứng như vậy có thực sự khó hay không ạ? Khi mà em nói về cái gọi là mổ 10 lần này nọ thì nó không có gì gọi là làm ngạc nhiên đối với anh cả. Tại vì có những bệnh nhân là đã sửa rất nhiều lần rồi. Và có cái nhiều sửa nhiều lần đây nó có nhiều lý do. Có thể là có những người là hỏi là tại sao mà sửa nhiều như thế. Thì có thể là người ta, một là những người đó là người ta không may đi đúng, đi không đúng cái cơ sở. Thành sửa nó bị tai biến, sửa tới sửa lui về tai biến. Cũng có một số người là gì, do gọi là quá cầu toàn, cái là đã đẹp rồi nhưng mà 9 điểm rồi muốn 10 điểm hơn, cái là sửa tới sửa lui để cho đẹp hơn. Thực sự ra thì ai cũng mong muốn có một chiếc mũi đẹp hết. Tuy nhiên không có ai thế nào mà được một cái gọi là nó hoàn hảo. Thì đôi khi mình hài lòng được với cái của mình thì nó quá tốt. Thì quay lại câu chuyện mà nếu như mà sửa đi sửa lui quá nhiều
thì dĩ nhiên ở những cái vùng đó nó sẽ bị càng lúc là những cái mô đó sẽ là những cái mô sẹo, những mô sơ chai. Thì khi đó thì cái việc mà cái máu nuôi nó cung cấp mô vùng đó sẽ rất là kém. Và bản thân đây anh cũng gặp nhiều, và bác sĩ cũng gặp nhiều. Nghĩa là đôi khi đúng ra là cái trường hợp đó nếu như không may bị nhiễm trùng thì chẳng hạn ha. Thế thì thường thì đúng nguyên tắc thì cái này gặp nhiều ha. Là nhiễm trùng rồi thì ok mình sẽ lấy vật liệu ra và mình chăm sóc. Mình để cho nó hết nhiễm trùng, nó ổn định hoàn toàn, cũng như là cái vùng đó nó, cái mô sẹo vùng đó nó về cái chức năng sinh lý bình thường, là nó mềm mại, nó không có bị thiếu máu nữa. Thì sau đó sau 3 tháng sau thường là trung bình như vậy thì chúng ta có thể làm lại. Nhưng mà không, cái này là những người thấy nhiễm trùng rồi nhưng mà thực sự ra không chịu nổi được đâu 1 tuần 2 tuần hay là đâu được nửa tháng thăm gì đó là làm lại. Mà có thể là nhiều khi cũng đôi khi cái người bác sĩ mà làm lại cũng không phải là cái người đầu tiên, mà là một cái cơ sở khác, một cái bác sĩ khác. Thì cái người bác sĩ đó đôi khi có thể được thăm nắm thông tin cũng biết đó. Cũng có người là không được được tư vấn, được không được thấm thông tin, nghĩa là cứ đâm đầu vô làm, bậm tới làm lui, và có thể là bệnh nhân của em không biết là làm 10 lần nhưng mà ở cùng một bác sĩ hay không, hay là nhiều bác sĩ, nhưng mà anh tin là rất nhiều bác sĩ làm. Nghĩa là người này xong mà nghe người kia nói cứ đi sửa tới sửa lui rất nhiều lần. Thì dĩ nhiên thì cái nào cũng vậy, nó quá nhiều lần thì nó sẽ dễ dàng gặp những biến chứng. Thảo Uyên thì chưa từng làm phẫu thuật nhưng mà cũng có nằm vùng ở các group như nghiện làm đẹp hay là mê nâng mũi, thì thấy đa số mọi người sẽ gặp một cái tình trạng đó là bị stress khi mà nâng mũi hỏng. Thì sau khi phẫu thuật nâng mũi hỏng, chúng ta có thể điều chỉnh và cái thời gian điều chỉnh nó có mất quá lâu hay không ạ? Bị stress sau một cái phẫu thuật mà mình không hài lòng, chuyện đó cũng rất là bình thường. Phải nói cho người bệnh nhân hiểu rằng là làm xong không thể nào đẹp liền được. Là phải cần có thời gian để cái mô vùng đó nó hết sưng nề, nó hết phù nề, cũng như là cái đó về đúng cái hình dáng mong muốn mũi của mình. Thế thường thì cái diễn tiến nó ở vùng mũi thì tùy theo mức độ can thiệp nhiều hay ít, mà cái thời gian hồi phục cũng sẽ nhiều ít. Thế trung bình thì phải sau 3 đến 6 tháng thì cái vùng mũi nó mới đúng về cái hình dáng ban đầu. Tuy nhiên cũng biết là trong cái thời gian đó một số bạn ở đâu, một số khách hàng là chẳng thà không làm thì thôi, mà đã làm rồi thì chỉ ngó mỗi cái mũi thôi. Nghĩa là suốt ngày cứ chăm chăm vào trong cái nhìn cái mũi của mình. Và chưa kể là đôi khi có những cái yếu tố bên ngoài, bạn bè rồi hàng xóm hay là đôi khi là đồng nghiệp nói ủa sao làm mũi đâu mà đẹp quá, thì ok vui sướng ha. Nhưng mà nếu như mà không may nói ủa sao tao thấy nó hơi méo méo, hơi lệch lệch tí, thì lập tức là bị căng thẳng, chị chết liền. Thì rõ ràng là trong cái thời gian đầu đó là cái mũi nó còn sưng thôi chứ không phải là nó lệch. Nhưng mà đôi khi là tới gặp bác sĩ thì bác sĩ, ví dụ như là bác sĩ như là anh, thì anh tư vấn trước cái chuyện đấy. Thì đôi khi bệnh nhân sẽ hiểu được câu chuyện đó thì người ta dễ chấp nhận để mà tiếp tục theo dõi thêm. Nhưng mà đôi khi có những cơ sở khác thì anh nói thiệt, anh cũng biết đôi khi cũng chưa, có khi mà mổ còn chưa biết bác sĩ mình tin gì cả. Thì khi mà về thì lại căng thẳng cái chuyện đó. Rồi tới gặp muốn gặp bác sĩ mà mổ cho mình thì không biết ông bác sĩ ở lại. Rồi các bạn tư vấn ở ngoài thì các bạn tư vấn kêu là về đi đẹp rồi đủ thứ chuyện hết, thì không được tư vấn kỹ, không được hướng cụ thể, là đi kiếm một cái cơ sở khác. Không may gặp cái cơ sở đó mà người ta lại hơi kinh doanh tí, nghĩa là lại nói này nói kia là bạn lại đi sửa tiếp. Cái câu chuyện đó là như vậy. Thì nếu như mà không may bị những cái biến chứng rủi ro thực sự mà không phải là do sưng nề này nọ thì việc mà sửa chữa của nó cũng rất là khó khăn. Nếu như mà cái người trước người ta làm đúng kỹ thuật, người ta tôn trọng cái cấu trúc giải phẫu ở vùng mũi, thì cái người mổ sau nếu như có cái tay nghề cao hơn thì người ta sẽ thấy nắm được cái vấn đề nằm ở đâu và người ta sẽ chỉnh sửa đúng theo cái vấn đề đó, thì có thể là bệnh nhân sẽ dễ dàng hài lòng hơn. Nhưng mà nếu như không may mà tới mỗi cơ sở khác, mà cái người đó thì người ta không biết được nguyên nhân sửa là chỗ nào, rồi người ta là giống như mình đi sửa cái xe đó. Mình cứ sửa nhiều thứ quá, cuối cùng mình không bắt được cái bệnh nằm đâu. Là sửa tới sửa lui mà sửa không có cái lối ra, thì việc sửa tới sửa lui ngay từ đầu anh nói đó là nó dễ bị thiếu máu nuôi vùng đó. Và việc can thiệp liên tục mà không để cho cái mô nó hồi phục sớm thì nó không đúng theo cái gọi là cái sinh lý đó. Thì lập tức là tự nhiên cái mũi mình rất dễ bị những cái rủi ro. Ngoài ra thì nó cũng tùy thuộc vào cái vật liệu nữa. Đôi khi có những cái vật liệu là có thể là rất gọi là không có bám, gọi là vật liệu trơ á, thì nếu như mà mình tháo vật liệu nó ra nó sẽ dễ hơn. Còn một số vật liệu hiện nay thì nó khá là gọi là sinh học, nó là nó có thể bám vào da và có thể tăng sinh mạch máu nuôi vùng đó luôn. Thì việc mà sửa chữa về sau cũng như là lấy cái vật liệu ra rất là khó khăn.
Đang nói về vật liệu chúng ta làm mũi á, thì thưa bác sĩ Thịnh, là có cái vật liệu nào được đánh giá là an toàn nhất hiện nay không? Thực sự là không có vật liệu nào là an toàn nhất cả. Ngay cả nếu như cái vật liệu đó là cái sụn của mình chẳng hạn, vậy sụn tay, sụn sườn chẳng nữa như vậy, thì nó vẫn có thể xảy ra cái tình trạng là nhiễm trùng, nó cũng có thể xảy ra tình trạng là nó tiêu đi, và cũng có thể xảy ra tình trạng đào thải. Nó là của mình, nó vẫn có thể đào thải bình thường. Cho nên đến bây giờ không có vật liệu nào là an toàn 100%. Và đối với phẫu thuật nâng mũi thì người ta có thể phối hợp nhiều vật liệu vào cùng một cuộc mổ, chứ không bắt buộc là chỉ một vật liệu không. Thảo Uyên cũng có đi lân la hỏi các spa làm đẹp về cái chi phí, thì lựa chọn các phương pháp như S-line thì giá dao động khoảng từ 30 tới 60 triệu đồng, hay là các mũi cấu trúc thì giá sẽ gấp đôi, thậm chí là gấp 3. Thì khi mà nói đến vấn đề chi phí thì cũng hơi nhạy cảm một tí xíu, nhưng mà Thảo Uyên tin và Thảo Uyên nghĩ rằng nha, bản thân mình, người thân, bạn bè, thậm chí là độc giả thì họ cũng sẽ rất là quan tâm tới cái vấn đề này. Thì bác Thịnh hãy chia sẻ một tí xíu về chi phí của một cái ca phẫu thuật nâng mũi đi ạ. Thực sự thì ngay khúc đầu anh cũng có nói, cái này nó liên quan đến cái chi phí, nghĩa là mình lựa chọn phương pháp nào. Và quyết định cái phương pháp nào nó tùy thuộc vào cái dáng mũi đầu tiên mà mình đang có. Ví dụ mũi của mình nó chỉ cần thắp sống mũi thôi, thì chúng ta chỉ can thiệp sống mũi thôi, đâu can thiệp đầu mũi cánh mũi làm gì. Mà đôi khi có những người cần phải can thiệp cả ba, cả ba thứ. Và chưa kể là gì, nó tùy thuộc vào cái vật liệu đặt vào nữa. Cho nên cái việc mà để mà lựa chọn cái chi phí phẫu thuật thì thường như thế này. Đa phần thì nó sẽ có cái kinh nghiệm anh thấy thôi. Một số bạn thì không quan tâm đến cái rủi ro mà chỉ quan tâm đến kinh chi phí điều trị. Thực sự ra thì không có món nào mà rẻ mà ngon cả. Nên mình nên nhớ là vậy. Và cũng giống như về cái gọi là lựa chọn một món hàng cũng vậy. Không thể mà lựa chọn một cái con sâu môi. Có những sâu môi rất đắt, nhưng có sâu môi rất là rẻ. Nhưng mà nếu như mình so sánh, nó chỉ là một cái sâu môi không thôi. Vậy thì cái người bán không bao giờ làm, người mua làm, đúng không? Thì cái mũi mình cũng vậy. Nếu như cái sống mũi đó của mình mà mình lựa chọn một cái cơ sở phù hợp, uy tín, thì về nguyên tắc tất cả những cái sống mũi, những cái phương pháp nâng mũi hoặc là phương pháp phẫu thuật đều được công khai về giá. Đối với y tế thì Sở Y tế thì quy định là bắt buộc phải công khai về giá, nghĩa là mình phải báo biết cho người ta biết là cái giá này như thế nào, bao nhiêu tiền. Công khai rất là rõ ràng, không có thay đổi gì hết. Thì đối với bệnh viện Đại học Y Dược cũng vậy, tất cả những cái phương pháp mổ, kỹ thuật mổ hay là mổ như thế nào thì nó nằm rõ ràng ở kỹ thuật. Ví dụ trường hợp này, sau khi tôi tư vấn thì chẩn đoán là cái này, và phương pháp kỹ thuật là cái này, vậy thì cái phương pháp đó thì chi phí là bao nhiêu, nó có nằm trong đó hết. Vậy thì rất là rõ ràng, không có giấu. Bệnh viện thì cũng không có bao trọn gói, nghĩa là mình vẫn tính theo đúng theo cái gọi là cái quy định là mình làm thì có làm thì có tính tiền, không làm không tính. Tuy nhiên đối với những cái cơ sở y tế bên ngoài những thì cái đó thì nó hơi nhạy cảm, thì nó tùy thuộc vào cái trình độ tay nghề của bác sĩ nữa. Một số bác sĩ giỏi thì người ta dĩ nhiên thì không thể nào có giá rẻ được. Còn một số những bác sĩ khác thì đôi khi vì vấn đề là thị trường kinh tế, và đôi khi có những mức độ khó dễ mà người ta sẵn sàng, người ta ví dụ là ca này mũi dễ thì người ta có thể tính chi phí thấp hơn. Nhưng mà ví dụ những ca nó khó, sửa đi sửa lại nhiều lần thì người ta tính chi phí cao hơn. Thì cái chuyện này nó tùy thuộc vào vấn đề là gọi là hai bên đồng ý, gần như là đồng ý thỏa thuận với nhau thì có ra chi phí. Tuy nhiên đối với bệnh viện Đại học Y Dược thì không. Nó không có ca mũi khó mà dễ gì hết, nó chỉ tùy thuộc vào phương pháp phẫu thuật thôi. Cho nên anh nghĩ là nếu như mà một cái người nào đó mà quan tâm về chi phí thì thực sự ra thì không nên làm thẩm mỹ. Mà mình cần phải quan tâm cái chuyện là cái kết quả sau khi làm là như thế nào, và những cái rủi ro nó là như thế nào thì nó sẽ phù hợp hơn trước khi mình nghĩ tiền chi phí. Hồi nãy giờ thì Thảo Uyên có nghe anh chia sẻ về nâng mũi chỉ hay là tiêm filler làm để nâng cái mũi mình cao hơn, thì không đụng đến dao kéo. Tại vì thực chất là Thảo Uyên là một người rất là sợ đau, thì không biết là hai cái phương pháp này có thực sự là an toàn và nó phù hợp với những người sợ đau như Thảo Uyên hay không ạ? Anh cũng mới nói là không có phương pháp nào là an toàn tất cả. Thì những cái phương pháp nâng mũi filler hay là bằng chỉ, nó chỉ có những cái, nó sẽ có gọi là cái giá trị nhất định. Thí dụ như sống mũi của người đó nó thấp và tôi chỉ cần nâng nhẹ thôi, và cái da vùng nó không có thiếu, cái da mũi nó không có thiếu, thì khi đó mình tiêm filler để làm đầy sống mũi lên, hoặc là nâng chỉ thì khi đó nó mới đẹp. Còn nếu như mà cái da người đó quá mỏng, quá thấp thì cái việc tiêm filler nó cũng không có lên được, không có nâng cao được, cũng như không đạt được hình dáng mong muốn. Và quan trọng nữa thì
trước khi làm cái gì hết cũng không được tư vấn bác sĩ cả. Bác sĩ, tại vì không thể tư vấn qua điện thoại được, cũng không thể là, tại vì cái này cũng gặp nhiều ha. Nhiều khi mấy bạn gọi điện là tôi muốn làm cái thế thì chi phí là bao nhiêu, thực sự ra thì không thể trả lời được. Nếu như một cái bác sĩ mà người thực hiện trực tiếp làm cho mình thì người ta không bao giờ trả lời cho mình hết. Có thể là một cái bạn sale nào đó trả lời được, nhưng mà bác sĩ thì không trả lời được, tại vì ông bác sĩ đó cần phải khám, phải khám mà biết phương pháp là gì mới phẫu thuật và mới chọn phương pháp nào cho phù hợp. Nhắc đến mũi chỉ thì Thảo Uyên cũng có nghe chia sẻ từ một bạn influencer cũng là khách khách mời của Behind the Beauty, thì bạn có chia sẻ rằng là khi được tư vấn á thì người tư vấn đảm bảo đây là một phương pháp an toàn và chỉ sẽ tự tiêu sau một thời gian. Thì sau khi làm xong á thì cái đoạn chỉ này nó chỉ tiêu từng đoạn khiến cho phần mũi nó bị lô nhô. Thì không biết là tại sao lại xảy ra cái trường hợp này vậy? Chỉ và nâng mũi á thì nó chỉ là một cái đoạn chỉ ngắn thôi, chứ không phải là đoạn chỉ dài. Và mục tiêu của nó là làm đầy thể tích của cái vùng mũi. Mình muốn nâng mũi lên, làm đầy lên. Nhưng mà thật sự ra mà nói cái câu chuyện mà để nâng mũi á, bằng chỉ đó, nó không có đạt như mình nghĩ đâu. Cái vấn đề ở đây nâng mũi bằng chỉ mục đích chính là để một số cái bạn về chỉ định, cái này nói thêm tí xíu là một số trường hợp là cái mũi người đó cái đầu mũi người ta dài, thì cái việc nâng chỉ để kéo cái đầu mũi lên thì nó sẽ đẹp và nâng nó đúng chỉ định của nó sẽ đẹp hơn. Còn nếu như một cái mũi mà hết mũi ngắn thì nâng cỡ nào nó cũng xấu, tại vì cần phải kéo dài đầu mũi. Cho nên nếu như mà về nâng chỉ bằng đó thì cái vấn đề là người ta đang ví dụ quan tâm là cái chỉ nó sẽ bị đứt đi, nó bị tiêu không hoàn toàn, nó bị lạo tạo lỗ nhỏm này nọ, thì đó là một phần do chúng ta không nằm đúng theo chỉ định mà thôi. Nếu như nằm đúng chỉ định thì cái sợi chỉ đó nằm ở dưới cái da, dưới lớp mỡ và đôi khi nó còn nằm ở dưới màng xương nữa. Vậy thì khi mà nó bị tiêu như thế thì cái chuyện mà nó bị gồ ghề nó cũng rất hiếm xảy ra, trừ khi chúng ta đi quá sát da. Cho nên cái chỉ định nó rất là quan trọng, chứ không phải là cái phương pháp làm. Cái chuẩn đoán đúng, mục đích, mục tiêu là cái gì, lựa chọn phương pháp phù hợp thì nó sẽ giảm thiểu toàn bộ những cái tai biến biến chứng về sau. Chứ không một phương pháp mà không thể áp dụng cho hết tất cả. Nâng mũi nó đến bây giờ nó ngay từ đầu nó là để đạt hình dạng ở mũi thì đều làm được hết đến bây giờ, nhưng vấn đề là cái rủi ro của nó nằm ở đâu. Và mình phải hiểu đó thì mình sẽ đỡ gặp rủi ro cho mình. Khi mà nâng mũi thì Thảo Uyên thấy là dường như ai cũng có thể làm được, bởi vì có rất là nhiều những cái phương pháp khác nhau. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bác sĩ Thịnh có thể chia sẻ là ai không nên nâng mũi để tránh hối hận về sau ạ? Đối tượng mà để mà không nên làm thì thực sự ra thì nó cũng không có gọi là chống chỉ định tuyệt đối. Nó cũng là tương đối thôi. Ví dụ như một cái bạn đó đang điều trị HIV, bạn đó vẫn có thể đặt sống mũi được, không vấn đề gì hết. Bạn đó có đang bị tiểu đường hoặc là thậm chí bị cú sin, gọi là suy giảm miễn dịch đó, vẫn có thể làm được. Tuy nhiên tất cả những cái trường hợp đó là những trường hợp mà những bệnh lý nội khoa đi kèm, là những cái đã đang điều trị ổn định. Ví dụ như HIV nhưng mà đang điều trị ở cái mức độ là cho phép thì vẫn có thể đạt được. Tại vì ngay cả một cái người lành lặn khỏe mạnh nó vẫn có thể xảy ra những cái rủi ro là dẫn vật liệu nhiễm trùng, thì người ta cũng không có một cái gọi là khác biệt gì giữa một cái người mắc bệnh nội khoa đi kèm đó mà điều trị cái đó thì nó sẽ bị tổn thương hay là bị gọi là không được làm, không có được cái đó. Tuy nhiên một số trường hợp đôi khi người ta bắt buộc phải trì hoãn, trì hoãn không làm, thí dụ như là đang trong cái giai đoạn là viêm mũi cấp tính, hay là trong trường hợp là cái đang viêm xoang, là đang có một cái bệnh lý ở cái vùng mũi mà nguy cơ khả năng là có thể gây nhiễm trùng thì người ta sẽ không làm. Dạ bác sĩ Thịnh ơi, hiện nay thì nam cũng nâng mũi khá là nhiều, thì không biết là giữa nam và nữ thì quy trình nó có khác gì nhau hay không ạ? Nam và nữ không có sự khác biệt gì. Và dĩ nhiên thì bác sĩ cũng có nhiều ca là phẫu thuật là khách hàng nam. Chuyện mà nhu cầu cần có một chiếc mũi đẹp, chỉ có một chiếc mũi nam tính thì cái chuyện đó không có khó gì hiện nay cả. Về mặt phương pháp phẫu thuật thì cũng không có sự khác biệt gì nhiều lắm, chỉ khác là cái hình dáng thôi. Thì cái mỗi cái hình dáng thì mỗi người sẽ có, ở nữ thì cần một chiếc mũi cao, thanh, gọn, bé, xinh xinh, còn ở nam thì phải một cái mũi gì đó mà nó cao và nó có vẻ là nhìn nó có vẻ rất là nam tính. Và thậm chí đôi khi có một số bạn còn muốn có chiếc mũi gọi là phong thủy nữa là khác.
Cái chuyện đó thật sự là không khó để làm. Ngày hôm nay sau khi nghe bác sĩ Thịnh chia sẻ thì Thảo Uyên có rất là nhiều những cái kiến thức mới về nâng mũi. Và biết đâu trong tương lai Thảo Uyên sẽ trở thành khách hàng của bác sĩ Thịnh trong cái việc là tìm kiếm một cái phương pháp nâng mũi phù hợp với bản thân. Vậy thì bác sĩ ơi, ngày hôm nay thì bác sĩ còn khuyến cáo nào đến cho độc giả của chương trình không ạ? Thì mà để khuyên thì thật sự ra thì bác sĩ nghĩ là tốt nhất là mình khách hàng cần phải nhất là tìm hiểu từ những nguồn thông tin mà gọi là có cái tính cách gọi là chính thống. Chính thống. Nghĩa là không nên theo một cái lựa chọn những cái trang web, những cái mạng xã hội, những cái bài báo mà có cái gọi là nó chính thống một tí ha. Và khi mà mình đã quyết định mình mong muốn mình làm thì cái tốt nhất vẫn là đi kiếm tư vấn bác sĩ, và đặc biệt hơn là tư vấn ngay đúng bác sĩ mà sẽ phẫu thuật cho mình tại vì bác sĩ đó sẽ hiểu được mình muốn gì, mình mong muốn như thế nào, và bác sĩ sẽ tư vấn cho mình nên lựa chọn phương pháp nào. Và khi lựa chọn phương pháp rồi và mình cảm thấy là mình hài lòng nó rồi thì mình nên lựa chọn những cái nơi mà có làm đầy đủ các cái quy trình thì khi đó đã bảo tính an toàn cho mình và cũng như là cái khi mà mình làm như thế thì mình cũng hiểu rõ luôn là không lăn tăn lắm vấn đề là chi phí như thế nào. Đôi khi chúng ta quan tâm đến chi phí quá nhiều, lựa chọn những cơ sở mà đôi khi được quảng cáo rất nhiều nhưng mà lại khi mà mình thực hiện thì nó không có phải là như vậy. Hoặc đôi khi có những nơi đôi khi mình nghĩ là rất là nhiều tiền để mà làm một chiếc mũi, nghĩ là tiền nào của đấy, nhưng mà đôi khi mình lựa chọn phương pháp không phù hợp thì đôi khi nó cũng có những cái tai biến rủi ro nó cũng có xảy ra. Cho nên nói gì nói thì khi mà quyết định mình làm tốt nhất vẫn là đi tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện và suy nghĩ trước khi làm. Thật sự cảm ơn bác sĩ Hữu Thịnh với những chia sẻ vừa rồi về phương pháp nâng mũi. Và podcast đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại tất cả quý độc giả trong các số podcast tiếp theo ở các phương pháp làm đẹp khác. Xin chào và hẹn gặp lại.